đạo diễn Trương Phong. Biên kịch Tan Giới với sự tham gia của các diễn viên chính: Trần Hiểu trong vai Thục Xã, Vĩnh Nhi trong vai Đào Hoa, Vương Tử Nghị trong vai Lưu Vũ, Đào Tuệ trong vai Chu Tinh Hoa, Tuyết Ly trong vai Chu Doanh Doanh, cùng sự tham gia của một số diễn viên. Để anh rót rượu cho em. Mấy ngày nay anh vất vả rồi, giúp em nhiều việc như vậy, cũng không biết nên cảm ơn anh thế nào. Xem em nói kìa, hai chúng ta là quan hệ gì chứ? Xem ra bây giờ muốn có tiến triển hiệu quả cũng khá khó khăn đấy. Thu hồi tài sản hay về gì đó, sợ chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Bây giờ tôi đang nợ ngập đầu, ngay cả một công việc tử tế cũng không tìm được, cũng không biết những ngày này đến bao giờ mới kết thúc. Có đôi khi tôi cảm thấy sống mệt thật đấy. Em đừng nói vậy chứ. Người ta thường nói không có con đường nào là hoàn hảo tuyệt đối cho con người. Huống hồ em vẫn còn rất nhiều cơ hội khác có thể lựa chọn. Cơ hội gì? Cơ hội để bản thân em không cần phải vất vả như thế này. Đào Hoa, thực ra anh vẫn luôn rất thích em. Thật sao? Thật đấy. Mặc dù anh không phải là người có tiền có thế, nhưng giá trị con người cũng đáng 18 triệu. Tốt xấu gì cũng gọi là có rồi. Nếu như em ở bên anh có thể trả hết nợ. Anh còn có thể. Cái đó, trong ví anh có bao nhiêu tiền? Hiện tại anh có bao nhiêu tiền? Đưa cho em. Cầm ra đây để dùng. Nào, cạn ly. Để em rót cho anh. Người lát nữa chúng ta gặp là người cũng khá có danh tiếng trong ngành. Em nói gì cũng phải cẩn thận. Em đã điều tra rồi, anh ta đúng là có vấn đề về liêm chính. Anh ghét hợp tác với loại người này,
lúc nào cũng phải đề phòng anh ta đâm sau lưng mình. Đào Hoa, chậm thôi. Đào Hoa, buông tay ra. Sao vậy? Buông tay ra. Sao vậy Đào Hoa? Có phải anh đang rất muốn nói tôi đường đường là đại tiểu thư mà còn có thể nhìn trúng chút tiền này thôi sao? Tôi nhớ trước kia anh từng nói ước mơ lớn nhất của anh là có thể bị tiền đè chết. Nhưng đáng tiếc quá, bây giờ trong tay tôi còn không có một xu nào. Hay bây giờ tôi hiện thực hóa ước mơ cho anh, chỉ có 18 triệu mà cũng dám mang ra ngoài làm mất mặt. Muốn chơi thì anh cũng phải xem, anh cũng nhìn xem bản thân có phải là miếng vật liệu không đã. Tôi nói cho anh biết, Đổng Chí Vương không phải ai cũng là đàn ông tồi đâu. Bây giờ cùng lắm anh cũng chỉ là một cóc cục một chân, anh biết không? Cô vẫn còn nghĩ bây giờ mình vẫn là thiên kim đại tiểu thư à? Cô sớm không đáng một đồng rồi, ai ai cũng đều trốn tránh. Em ở đây đợi anh. Cô điên rồi sao? Đào Hoa, anh làm gì vậy? Buông em ra. Nhìn cái gì? Cút! Anh đã nhìn thấy hết rồi. Thấy rồi. Hài lòng chứ? Cảm thấy buồn cười không? Sao anh phải thấy buồn cười? Muốn khóc đúng chứ? Vậy sao phải nhẫn nhịn? Lúc trước khi ở trước mặt anh, cô phải muốn khóc là khóc, muốn làm loạn là làm loạn sao? Sao bây giờ lại phải nhẫn nhịn? Muốn khóc thì cứ khóc đi. Khóc đi. Tốt hơn rồi chứ? Thật ra cũng chẳng có gì to tát. Là do em vẫn chưa hiểu rõ về hoàn cảnh của mình và vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cho nên mới chuyện bé xé ra to. Hết rồi. Anh còn mong em nói gì nữa? Anh vẫn có cảm giác em vẫn đang kìm nén một cái gì đó. Ít nhất em phải đứng dậy, nhấc bàn rồi mắng ai đó chứ. Có vẻ em đã để lại khá nhiều bóng tâm lý cho anh nhỉ. Anh biết bây giờ em đang giả vờ mạnh mẽ trước mặt anh, nhưng em thật sự thay đổi quá nhiều. Con người chỉ khi không còn gì nữa thì mới biết bản thân mình nặng bao nhiêu, mới biết những tính khí ương bướng khi xưa đều là người khác ban cho. Tất cả những gì trước khi anh nói với em đều không đúng chút nào. Em vẫn không phục. Đó đều là mấy lời nói khi tức giận, sao có thể coi là thật chứ? Hơn nữa, nếu như em thực sự có tồi tệ đến thế, sao hai chúng ta có thể suýt kết hôn với nhau?
May chỉ là suýt thôi. Đủ rồi. Em cũng không phải thực sự không còn gì. Em vẫn còn có người thân, bạn bè của em. Mặc dù ăn ở không còn được tốt như trước, nhưng tốt xấu gì cũng không tới nỗi thiếu thốn, đúng không? So với những người bình thường mỗi ngày đi làm công, sống trong căn nhà nhỏ ngày lo ba bữa, cũng không biết em tốt hơn ở điểm nào. Không sai. Anh nói đúng. Nếu như hiện tại em đã có thể nghe lọt tai lời người khác nói như vậy rồi, vậy anh nói thêm một câu nữa. Đến công ty anh làm việc đi. Gì chứ? Minh Viễn, có phải anh để hình em là hình đại diện khi em gọi đến không? Không phải sao? Anh gọi đến em cũng cài ảnh của anh. Em cũng muốn chụp một tấm. Mật khẩu điện thoại của anh là gì vậy? Em cứ chụp đi, 7788. Minh Viễn, tới đây, tới đây. Là anh chụp sao? Em đang hỏi anh đấy, có phải anh không? Đúng là anh chụp. Nhưng anh chỉ muốn chọc tức đào hoa. Bài báo trên mạng kia là anh viết sao? Không phải. Anh còn gửi mấy tấm ảnh này cho ai nữa không? Không gửi cho ai cả. Vậy anh giải thích cho em bài viết trên mạng kia rốt cuộc là như thế nào. Anh không biết. Minh Viễn, có phải anh coi em là kẻ ngốc không? Em biết từ nhỏ anh đã không thích đào hoa. Em cũng biết vì sao anh không thích đào hoa. Nhưng em vẫn cứ nghĩ hai người chỉ là tính khí trẻ con làm loạn chút thôi. Anh chỉ đánh hay trêu chọc cậu ấy cũng xong rồi. Nhưng em không ngờ anh lại dùng thủ đoạn đáng ghê tởm này để tung tin đồn vu khống cô ấy. Anh có còn là người nữa không? Doanh Doanh, anh thực sự không làm chuyện này. Em muốn anh nói gì thì em mới tin. Vậy anh giải thích cho em, rốt cuộc những tấm ảnh này là thế nào? Chân anh tự đăng nó lên mạng sao? Anh cái gì? Bây giờ nghe đến một câu giải thích giả tạo anh cũng lười nói rồi đúng không? Anh chỉ nói dối em có một lần, em tin anh đi. Anh lừa em còn ít sao? Nhà đào hoa phá sản có phải có liên quan đến anh không? Doanh Doanh, em nghĩ thử đi. Anh có thể có bản lĩnh gì mà có thể khiến cho nhà đào hoa phá sản chứ? Vậy chuyện nhà họ phá sản, anh một chữ cũng không dám nói cho em. Vậy chắc chắn trong lòng anh có quỷ. Nghĩ như vậy cũng đúng. Bài viết kia vừa được đăng lên mạng, Phục Khả đã bị ép phải đi. Nhà đào hoa cũng phá sản, mẹ đào hoa nhập viện. Còn anh với ba anh không phải chịu một chút ảnh hưởng nào, thậm chí còn vui vẻ hơn trước. Điều này vì sao chứ? Vì sao? Anh nói đi. Hai gia đình các anh không phải là nên châu chấu bị ràng buộc vào một sợi dây sao? Tại sao khi tai họa ập đến, anh và ba anh lại bay đi trước? Chui Doanh Doanh, sao em có thể nghĩ anh như vậy? Anh là loại người đó sao? Đặc biệt là anh. Chắc chắn anh đã biết trước điều gì đó đúng không? Sau đó mới chạy trốn sang một bên xem trò cười của nhà đào hoa. Cút đi. Không, Doanh Doanh, biến đi. Thật sự không phải anh làm, em nghe anh nói. Anh thực sự không làm chuyện này. Cả đời này tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Tại sao em không tin anh? Anh thực sự không làm. Cút đi. Chú Doanh Doanh. Doanh Doanh.
Em mở cửa đi mà. Doanh Doanh, nghe anh nói đã. Thật sự anh không làm chuyện này đâu. Đào Hoa, xin lỗi, cậu đừng giận tôi. Sao sắc mặt cậu lại tệ thế này? Đều tại tôi từ trước cũng không nói với cậu một tiếng đã đi rồi. Nhà cậu xảy ra chuyện lớn như vậy, bên cạnh cậu ngay cả một người cũng không có. Cậu đừng giận tôi được không? Tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Tôi nên bên cạnh cậu mới đúng. Là tôi không tốt. Cậu đừng giận tôi. Tôi không giận. Không giận. Đều tại tôi không ở bên cạnh, để tên súc vật đồng chí Bưu kia lợi dụng sơ hở. Sau này tôi sẽ không rời xa cậu nữa. Sau này tôi sẽ không rời xa cậu đâu. Nhưng nói đi phải nói lại, con người Lưu Vũ cũng rất có tình nghĩa. Công việc này của cậu cũng coi như được định đoạt rồi, có đúng không? Tôi vẫn chưa nghĩ xem có nên đi hay không. Dù vì cái gì thì cậu cũng phải đi. Cậu nghĩ xem, đầu tiên làm việc cho anh ta, anh ta đối xử tệ với cậu sao? Thứ hai, lỡ đâu hai người gương vỡ lại lành. Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Lúc tôi có tiền, hai chúng tôi còn không thành đôi. Bây giờ tôi phá sản, anh ta cũng chỉ niệm tình xưa thôi. Cứ cho là cậu phá sản, nhưng cậu cũng là công chúa hàng thật giá thật gặp nạn. Không thể nào, tôi với anh ta đã sớm là quá khứ. Rốt cuộc cậu không muốn trèo cao, hay là đã có mưu tính gì trước rồi? Cậu có ý gì? Có phải cậu vẫn nhớ Thục Khả? Không có. Bây giờ tôi không nhớ ai trong hai người họ nữa. Tôi chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để kiếm tiền nuôi gia đình, làm sao chăm sóc mẹ tôi. Hơn nữa, nếu như tôi muốn lập nghiệp, ai có thể ngăn được tôi? Lần này tôi tin, giám đốc hạng mục của một công ty quảng cáo thì không phải ai cũng có thể làm. Nhưng phải nói đến, cô chưa từng một lần nhớ về chuyện Thục Khả sao? Chuyện gì? Cậu với Thục Khả, thiên thời địa lợi nhân hòa, bây giờ đều vô cùng thích hợp. Hơn nữa, nhà cậu giờ thành ra thế này, anh ấy cũng không giúp được gì cho cậu. Cậu cũng không vì chuyện gia đình mình mà liên lụy anh ấy. Có phải cậu nghĩ như vậy không? Doanh Doanh đến rồi à? Chú Đào. Dì Diệp, sức khỏe gì tốt hơn chút nào chưa? Đào Hoa, đưa Doanh Doanh vào phòng con nói chuyện đi. Con với Đào Hoa cứ nói chuyện đi nhé. Hai đứa từ từ nói. Nếu như nói chuyện trễ quá, vậy thì đừng về. Giống như lúc nhỏ, chen chúc ngủ cùng một giường với Đào Hoa. Sáng ngày mai chú làm đồ ăn ngon cho. Cảm ơn chú Đào. Đi thôi. Về trước đi, cháu thấy chú cũng mệt rồi. Không sao, chú về đi, ở đây có cháu dọn dẹp là đủ rồi. Vậy chú về thật nhé, chú cứ đi đi. Yên tâm đi mà, bà Nha vất vả rồi, tạm biệt chú Báo. Đi thông thả nhé chú Báo. Cậu dọn dẹp xong không còn làm gì nữa cũng mau về đi, đừng ở lì ở đây. Biết rồi. Này, bảo chú Báo đi, có phải có chuyện gì muốn nói riêng với anh không? Đúng vậy.
Vậy em nói đi. Anh nói hiện tại chú Đào đối xử tốt với dì Diệp như vậy, vậy lúc đầu sao hai người họ lại ly hôn? Nói riêng chỉ nói cái này sao? Lúc chú Báo ở đây không phải cũng có thể nói sao? Em không muốn nói. Anh không muốn nói thì cũng về đi. Không phải nên nói thế nào đây? Em xem chú Đào với dì Tuệ Phương, một người là núi lửa, một người là nham hạch nóng chảy. Hai người đó đều là nóng nảy mật nhất, lại còn có tính cách mãnh liệt. Nếu ở cùng nhau sẽ không thể nào tốt hơn. Mất chân mất tay đấy. Nói vớ vẩn gì vậy? Tính cách của ba mẹ em cũng rất không hợp nhau, nhưng hai người họ vẫn ở bên nhau cả đời. Em thấy vẫn tốt. Ba anh với mẹ anh tính cách cũng không hợp nhau, nhưng cũng sống cùng nhau cả đời. Cho nên phải nói là hai người bọn họ mới được coi là gia đình lý tưởng. Nếu theo anh nói, hai người đều là gia đình đơn thân, vậy vẫn là chuyện tốt. Đúng vậy. Vậy còn anh trai em với chị Đào Hoa, tại sao hai người họ không thể bên nhau? Hai người họ không giống vậy. Tình huống rất đặc biệt, bọn họ có sự chênh lệch. Những khó khăn ở ngoài có thể giải quyết. Chỉ cần hai người họ thật sự bên nhau, vậy thì ai cũng không ngăn được. Đúng rồi, khó khăn bên ngoài anh nghĩ bọn họ có thể giải quyết. Chỉ cần bọn họ muốn ở bên nhau, ai cũng không ngăn cản được. Có đúng không hả vợ? Em nói xem. Anh gọi ai là vợ? Gọi em. Anh gọi lần nữa xem. Vợ, sao vậy? Ở đây chỉ có hai chúng ta, anh cũng không được gọi em là vợ sao? Anh còn gọi thật nữa chứ, yêu miệng. Gọi vợ có sao đâu. Sao bây giờ mẹ cậu lại thành ra thế này? Mình vẫn còn nhớ lúc chúng ta còn nhỏ, hai người họ ngày nào cũng cãi nhau. Trong viện lúc nào cũng nghe thấy tiếng mẹ cậu gào thét. Lúc nhỏ, lúc đó ước mơ lớn nhất của mình đó là hai người họ có thể bên cạnh mình, cả nhà bên nhau. Như vậy đến tối sẽ không còn phải sợ. Nhưng không ngờ nó lại thành hiện thực bằng cách này. Cho nên mới nói cuộc đời này luôn khó nắm bắt như vậy. Có đôi khi không đáng tin cậy, có đôi khi lại lạc điệu. Hai người họ ly hôn nhiều năm vậy rồi, cuối cùng vẫn là người ban đầu mình nghiến răng nghiến lợi nói ghét bỏ đến bên cạnh mình. Nghĩ đến 5 năm đó mình ở trong ao tù nước động, yêu đương với Châu Nhị Đoá. Vậy cậu nghĩ đến mình đi, 30 năm ở trong ao tù nước động, như thế mới gọi là không dám nhìn lại đây này. Cuộc sống của cậu như thần tiên đó, ai cũng ngưỡng mộ. Nếu mình có được cuộc sống như cậu, ngày nào mình cũng mua đồ ăn ngon, mua quần áo đẹp, mình sẽ khiến bản thân mình thật xinh đẹp, ra ngoài vui chơi. Doanh Doanh, có phải là mình rất không hiểu chuyện không? Ai nói, Đồng Chí Bưu, để mình cho anh ta một bạt tay. Anh ta là loại đồ vật gì chứ? Lời anh ta nói, mình chỉ xem như gió thoảng qua thôi. Vậy ai nữa là Thục Khả? Lưu Vũ. Thục Khả với Lưu Vũ. Cậu có đức hạnh thế nào mà lại để hai người đàn ông này mắng cậu vậy? Biến đi, mình hỏi cậu, có phải mình thật sự không coi ai ra gì, tự cao tự đại, miệng cọp gan thỏ, cái gì cũng tệ không? Không phải cái gì cũng tệ. Điểm sáng trước kia của cậu đều bị che phủ bởi cuộc sống lấp lánh của cậu rồi. Bây giờ cuộc sống lấp lánh không còn nữa. Mình muốn học cách bản thân mình tự tỏa sáng. Cậu thay đổi rồi. Thay đổi thế nào? Ngày trước cậu suy ngẫm sâu sắc, chưa bao giờ hối hận. Còn bây giờ cậu đáng giá qua loa, tích cực tiến lên. Mình đang nói thật đấy. Bây giờ mình cứ nhìn thấy ba mẹ mình là mình lại nghĩ, nhất định phải cố gắng để mỗi năm qua đi, bọn họ đều vui vẻ. Không nói mấy câu này nữa. Nói đến cậu đi, thế nào rồi? Lúc nãy khi cậu vừa mới tới, đang lẩm bẩm cái gì vậy? Mình... Ban nãy cậu ngắt lời nên mình quên mất rồi. Mình phải nói hết với cậu mới được. Cậu có biết bài viết trên mạng kia là Minh Viễn viết không? Minh Viễn, anh ta thừa nhận rồi sao? Anh ta không thừa nhận, nhưng dù sao ảnh cũng là anh ta chụp. Không phải anh ta thì là còn ai? Tức chết mất. Alo, lại sửa à? Có vấn đề gì sao? Cậu đến đây đi, tôi nói trực tiếp. Bây giờ đến ngay lập tức.
Sao cô lại đến đây? Tôi đợi anh đó. Đợi tôi. Cho nên cô muốn nói là cô với Đào Hoa làm hòa rồi sao? Dạo này anh thế nào? Văn phòng thiết kế tôi nói với cô đã bắt đầu hoạt động. Được đó, Thục Tổng. Có hứng thú gia nhập không? Đào Hoa cũng đang tìm việc đó. Sao anh không tìm cậu ấy đi? Bây giờ thứ Đào Hoa cần là tiền. Nhưng văn phòng của tôi có lẽ không thể kiếm tiền nhanh vậy. Không có tiền. Tôi còn nghĩ anh có lòng tốt mời tôi nữa. Thì ra đang đào hố chôn tôi sao? Cô đừng nghĩ tôi là kẻ lòng dạ hẹp hòi như vậy. Vì tôi đánh giá cao mắt nhìn của cô và năng lực của cô. Cô yên tâm, văn phòng làm việc của tôi chắc chắn sẽ không tiếc công sức để làm tốt hơn. Nếu cô tham gia, cô sẽ là cổ đông của văn phòng đối tác, sẽ nắm trong tay 50% cổ phần gốc. Nếu phát triển tốt, chắc chắn sẽ kiếm nhiều hơn so với những người đi làm bình thường. Nghe anh nói thế, tôi cũng có chút dao động. Đương nhiên rồi, tôi tính hết rồi. Loại trừ khả năng cô chịu khổ cùng tôi, thậm chí đã chuẩn bị bóc vài lớp da nữa. Cô suy nghĩ đi. Được, tôi sẽ suy nghĩ. Không nói với cô, tôi phải đi gặp khách hàng. Công việc bận rộn quá nhỉ. Là người lần trước cô giới thiệu. Anh đợi chút, ai? Động Chí Bưu. Sao anh còn thiết kế cho anh ta? Anh biết anh ta xem Đào Hoa là gì? Sao vậy? Tôi biết mục đích hai người. Vậy thì tôi nói luôn suy nghĩ của tôi. Giữa Khoa Tư với Dập Huy, tôi vẫn nghiêng về Dập Huy. Mặc dù ban quản lý của họ đã lão hóa, nhưng dù sao cũng đã kinh doanh nhiều năm. Hơn nữa quy mô cũng rất lớn. Ai cũng biết chỉ một phút bất cẩn là sẽ đánh mất tất cả. Tuệ Phương bà ấy cũng quá bất cẩn. Nếu như nói Khoa Tư được ra mắt trên thị trường nhanh nhất, vậy cũng không phải là không thể. Nhưng hiện nay quy mô của cải bên cậu, nếu như không có sự thay đổi lớn, khả năng sinh lời và loại hình kinh doanh, sợ là không có hy vọng. Cần phải thu hút được lực lượng mới. Ý ông là sát nhập với công ty khác cùng niêm yết sao? Bên cậu không đồng ý à? Không, sao có thể chứ? Chỉ là không biết nên sát nhập với công ty nào. Lê Tổng có kiến nghị gì không? Lạc Thánh, dạo gần đây bọn họ cũng có kế hoạch ra mắt thị trường. Vừa hay loại hình kinh doanh của bọn họ có thể bổ sung cho bên cậu. Đúng rồi, chắc các cậu cũng biết cổ đông lớn bên họ, Minh Vạn Bằng. Minh Vạn Bằng của Dập Huy sao? Đúng vậy. Minh Vạn Bằng, chú Minh, đúng vậy. Lão Bằng người này rất lợi hại. Dập Huy phá sản, ông ta không những bình an vô sự mà còn nhanh chóng lấy lại được phần lớn cổ phần của Lạc Thánh. Bây giờ cũng đang chuẩn bị ra mắt thị trường. Thế nào, các cậu suy nghĩ đi. Cô làm gì vậy? Nước ớt còn tươi đó. Cô mang thứ này làm gì? Ai bảo anh ta ức hiếp chúng ta? Ức hiếp Đào Hoa nhà chúng ta. Lát nữa tôi sẽ cho anh ta đẹp mặt. Này, ở nơi công cộng, cô chú ý một chút được không? Hôm nay chúng ta tới đây để nói chính sự. Không phải, hôm nay đến đây thực sự nói chuyện công việc với anh ta sao? Tôi nói với cô, đừng có manh động, tôi có cách. Tôi không bình tĩnh nổi. Đổng Tổng, thiết kế xong rồi sao? Tôi đã sửa xong bản thiết kế dựa vào phương án của anh. Nhưng từ lúc bắt đầu thiết kế, anh vẫn chưa trả tôi một xu. Có phải chúng ta nên thanh toán lại không? Cậu làm bản thiết kế thành ra thế này mà vẫn đòi tiền sao? Tôi nói cậu biết, tôi chưa cần xem đã biết là chưa được rồi. Anh còn chưa xem, sao anh biết là chưa được? Đây là ai vậy? Tôi là trợ lý của anh ấy. Đổng Tổng là thế này. Có thể thiết kế cho anh, tôi đã cảm thấy rất vinh hạnh. Có trả tiền hay không cũng không sao. Nhưng mấy bức tường bên ngoài công ty thực sự có vài mối tai họa ngầm. Nếu như anh tìm một nhà thiết kế khác làm, tốt nhất nên nói trước với người đó. Không thì rất dễ gây nứt vỡ. Nứt vỡ ở đâu? Ở nhà vệ sinh. Đi theo tôi.
Nước cỡ ở mặt tường nào? Cậu điên rồi sao, Thục Khả? Tên khốn, nắm đấm này là tôi đánh thay cho Đào Hoa. Loại chuyện này mà anh cũng làm ra được. Anh có cần mặt mũi không? Anh có tin tôi báo cảnh sát không? Báo cảnh sát sao? Báo đi. Báo đi. Báo đi. Đáng đời nhà anh. Minh Viễn, cậu làm chứng cho tôi. Tôi muốn báo cảnh sát hai người họ. Báo cảnh sát bọn họ cố ý gây thương tích. Minh Viễn, không có ai làm chứng thì tôi vẫn báo cảnh sát hai người đấy. Minh Viễn, không nhìn ra đấy, anh ra tay cũng mạnh. Không làm liên lụy anh chứ? Không sao. Tôi với anh ta chỉ là quan hệ hợp tác. Tôi cũng không phải cấp dưới, sao có thể liên lụy? Không sao đâu. Đúng rồi Minh Viễn, tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh. Là chuyện liên quan đến Hưng Nghiệp. Anh điều tra giúp tôi công ty Hưng Nghiệp. Tôi vẫn cảm thấy chuyện Dập Huy phá sản không hề đơn giản như vậy. Được. Cậu không nói thì tôi cũng sẽ điều tra giúp cậu. Nhưng cậu đừng ôm hy vọng quá lớn. Muốn điều tra tiền của bọn họ, tôi cũng đã bỏ ra mấy nhóm dự án rồi. Có hơi phiền phức. Được, anh cứ thử xem, làm phiền rồi. Alo. Bây giờ tôi có thời gian, tôi qua ngay. Được, Doanh Doanh, tôi có việc phải đi trước. Cô, tôi... Không sao, vậy tôi đi trước. Chuyện lúc nãy, cảm ơn anh. Em vẫn ổn chứ? Đào Hoa thế nào? Yên tâm đi, cậu ấy không còn tâm trạng đi tìm anh tính sổ đâu. Vậy còn em? Doanh Doanh, anh biết em vẫn còn hiểu lầm với anh. Nhưng đảm bảo với em, bài viết trên mạng đó thật sự không phải anh làm. Anh thề. Nhưng mấy bức ảnh kia đúng thật là anh chụp. Anh nhất định sẽ cho em một lời giải thích. Được rồi. Xét theo biểu hiện ban nãy của anh, em tạm thời sẽ không tính toán với anh nữa. Nhưng những lời ban nãy Thục Khả nói, anh nhất định phải điều tra cho đàng hoàng. Sao Thục Khả vẫn còn để tâm tới nhà Đào Hoa vậy? Đào Hoa đã đối xử với cậu ấy vậy rồi mà. Anh còn tưởng hai bọn họ sớm đã cắt đứt hoàn toàn. Đào Hoa đối xử với cậu ấy như vậy rồi là sao? Đào Hoa có nỗi khổ riêng anh biết không? Được, được. Sao anh vừa nói đến Đào Hoa, em đã bị như dẫm vào đuôi vậy? Đói không? Gần đây có một quán ăn rất ngon vừa mới khai trương. Bớt dùng đồ ăn mua chuộc em đi. Xem em nói kìa, ai mà mua chuộc được em chứ? Chỉ cần cú đá ban nãy của em, phịch một cái, anh đã bị dọa sợ rồi. Em nên bồi thường cho anh. Em dựa vào đâu chứ? Dựa vào việc em có lẽ còn đá anh cả một đời cơ mà. Buồn nôn thật đấy, ai thèm đá anh cả đời chứ? Đúng là phiền mà. Có đi không? Ăn cơm thôi mà cũng nhiều lời. Lâu rồi không gặp Thục Khả, đang bận rộn gì vậy? Dạo gần đây tôi đang bận làm văn phòng thiết kế, nhận một vài hạng mục liên quan đến thiết kế.
Nhưng cậu làm quảng cáo tốt như vậy, sao lại chuyển sang làm thiết kế rồi? Thật ra tôi không quá thích quảng cáo. Thiết kế mới là chuyên môn của tôi. Lúc đó làm quảng cáo là bởi vì... Vì đào hoa đúng không? Hai người vẫn tốt chứ? Chúng tôi chia tay rồi. Xin lỗi, không sao. Vậy chúng ta trở lại chuyện chính. Tôi cảm thấy về phương diện quảng cáo, cậu thực sự rất có năng lực. Mới đây ba tôi vừa mới mua lại hai công ty quảng cáo. Bọn họ đang rất muốn tìm một người vừa có hiểu biết, vừa có trách nhiệm để quản lý thay bọn họ. Tôi cảm thấy cậu rất thích hợp. Thế này cô Hứa, đầu tiên cá nhân tôi cảm thấy bản thân không có quá hứng thú với quảng cáo, cũng không quá am hiểu về nó. Tôi thật sự rất thích làm thiết kế. Hiện tại khó khăn lắm mới quay về được chuyên môn của mình. Tôi làm việc rất vui vẻ nên tạm thời không có ý định thay đổi. Nếu đã vậy thì tôi không miễn cưỡng làm khó cậu. Nhưng tôi vẫn có vài điều không biết có nên nói không. Cô cứ nói. Bài viết trên mạng lúc trước sở dĩ đều bị mọi người nhìn thấy, thật ra chủ yếu là dựa vào một số nhà văn nổi tiếng trên mạng chia sẻ lại. Đương nhiên mấy bài chia sẻ này đều là có ai đó đứng phía sau điều khiển. Vừa hay khoảng một thời gian trước tôi quen biết một nhà văn trên mạng. Tôi đã điều tra được người đứng phía sau thúc đẩy là ai. Tôi nói với cậu, cậu không biết hôm nay tôi hả giận thế nào đâu. Sao thế? Anh ta vẫn còn mặt mũi gọi điện cho cậu. Tôi đang muốn nói chuyện này với cậu luôn đó. Cậu không biết đâu, hôm nay Thục Khả đã đánh anh ta một trận. Thật hay giả vậy? Thật đó. Tôi còn đá thêm vào chân một cái nữa. Anh ta tìm cậu để khiếu nại đấy, đừng để ý. Nghe đi xem anh ta nói gì. Cậu đừng nghe máy. Alo, có việc gì? Tôi đã đồng ý giúp cô điều tra chuyện phá sản. Sao có thể bỏ dở giữa chừng? Anh điều tra được gì? Đào hoa. Nghĩa là bài viết trên mạng kia là Minh Vạn Bằng làm sao? Cũng có nghĩa là cuộc chiến của hai chúng ta hôm đó chính là đánh vì ông ta. Có thể nói là vậy. Hay lắm. Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. Dạo gần đây có thể tôi phải sáp nhập để ra mắt thị trường cùng với Lạc Thánh. Cho nên đã điều tra một bí mật nhỏ. Có người đã thu mua lại Lạc Thánh. Chỉ một tháng sau khi Dập Huy phá sản, đã trở thành cổ đông lớn nhất của Lạc Thánh với 70% cổ phần. Cậu đoán xem người này là ai? Là ai vậy? Minh Vạn Bằng. Ông ta lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Cậu cảm thấy sao? Cô có mang tiền không? Tiền gì? Tôi đâu nói điều tra không. Nếu anh thực sự điều tra được thì tôi sẽ đưa. Anh nói anh điều tra được gì? Cô nói nghe dễ đấy. Có tiền không? Anh có chứng cứ không? Anh chơi tôi sao? Tôi chơi cô. Anh làm gì vậy? Muốn giở trò lưu manh sao? Anh có tin tôi hét lên không? Cô xem, đây là chứng cứ. Là chứng cứ chồng cô đánh tôi. Chồng tôi? Thằng chồng bán nhà của cô đấy. Vợ chồng hai người đúng là trời sinh một cặp. Một người là sói mắt trắng với đôi bàn tay trắng. Một người là tên côn đồ chân đất. Cô nói xem chuyện này nên tính thế nào. Tôi nói cô biết, tôi cũng là luật sư. Nếu như cô không muốn cậu ta bị kiện, hay là trả bằng da thịt của cô đi. Cô có ý gì? Đánh hay lắm. Đào hoa, cho cô mặt mũi cô không cần đúng không? Cô vẫn nghĩ là cô rất thông minh, rất lợi hại đúng không? Cô thực sự nên đi tìm Hưng Nghiệp kia lần nữa. Đừng chỉ rửa tiền, mà nên rửa lại não cô đi, để cho cô nhớ kỹ. Rửa tiền? Rửa tiền gì chứ? Anh nói rõ ràng cho tôi. Vậy phải xem tình cảm trước đây của chúng ta. Tôi tiết lộ một chút. Ai mà không biết, Hưng Nghiệp chính là nơi chuyên để người ta rửa tiền. Sớm đã có người nhìn chăm chăm bọn họ, chỉ là trong tay không có chứng cứ. Ngoài kia cũng có rất nhiều lời đồn thổi, cũng chỉ có Dập Huy cô không biết. Giờ thì hay rồi,
ngã rồi phải không? Hưng nghiệp là nơi rửa tiền cho người ta sao? Đúng vậy. Hạng mục lớn như vậy, sao có thể không kiểm tra kỹ được chứ? Cái này phải hỏi bản thân các người, là ai lấy được hạng mục đó? Là ai phụ trách nó? Nếu không phải là hai mẹ con cô bình thường lúc nào cũng cao ngạo, đắc tội với người khác, người ta có thể cố ý gài bẫy hai mẹ con các người, nhưng không ngờ hai người lại thực sự nhảy vào. Bác Minh, có thể khả năng thế này không? Tôi chỉ nói là khả năng thôi. Thực ra việc Minh Vạn Bằng một tay sắp đặt tất cả mọi chuyện. Đầu tiên, ông ta sử dụng dự án chương trình truyền hình thực tế này của Hưng Nghiệp ảnh thị, lấy hết tiền của Dập Huy rồi đi bỏ hết vào túi mình, sau đó lại dùng số tiền đó thu mua lại Lạc Thánh. Được, tôi hiểu rồi. Nhưng loại hành vi rửa tiền này vẫn cần phải điều tra, không có chứng cứ thì rất khó nói. Vậy phải làm sao? Dù khó khăn cũng phải điều tra chứ. Đúng rồi, sắp tới anh có kế hoạch gì không? Kế hoạch gì sao? Tôi có ý định để Đào Hoa đến chỗ tôi làm việc. Rồi sao nữa? Không còn gì. Để cô ấy bắt đầu lại từ đầu. Trước đó đã nói những chuyện này đều không có chứng cứ, vậy nên cứ để nó qua đi. Để cho qua, dễ dàng vậy sao? Phải đấu với ông ta tới cùng chứ. Nếu như luật pháp không trừng trị được ông ta, vậy chúng ta phải nghĩ cách. Cậu có cách gì? Dập Huy đã sụp đổ, cậu có thể dùng cái gì để đấu với ông ta? Văn phòng làm việc của cậu sao? Vấn đề này dù cho tôi có nói qua đi thì Đào Hoa cô ấy cũng không dễ dàng bỏ qua vậy được. Chuyện này không phải các cậu nói bỏ là bỏ, không bỏ là không bỏ. Bây giờ trong tay tôi không có chứng cứ. Nếu có, tôi chắc chắn sẽ hạ bệ lão già đó. Ngược lại là anh, bây giờ anh với Minh Vạn Bằng đã cùng là một dù. Anh còn muốn Đào Hoa cái chỗ anh làm việc, anh có từng nghĩ cảm nhận cô ấy chưa? Anh có hiểu cảm giác bị người thân nhất của mình phản bội thế nào không? Cho nên Thục Khả, những gì cậu nói đều chỉ là cảm nhận mà thôi. Còn cái tôi muốn nói là cho cậu hiện thực. Hiện thực là gì? Các cậu không có quyền được nói. Các anh đều là người luôn cúi đầu trước hiện thực. Còn tôi thì không. Đào Hoa, anh có chuyện muốn nói với em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.